nước tăng lực Rock Energy Tasty, vị xoài xanh muối ớt, ngon bùng vị, thỏa chí khám phá. Ngày hôm nay những bạn học sinh đã đến với trường học Running Man Việt Nam chơi là chạy. Ôi trời đẹp quá nào. Xin lỗi cho em 5 phút để em chỉnh trang lại, nắng quá. Trời, học sinh là cấm đem đồ bánh cấp vô trường biết không? Cái này không phải cấp anh ơi, cái này á dưỡng da hả? Là chống nắng. Ờ, à, nhưng mà cậu vẫn nổi mụn kìa. Không sao, bây giờ nổi mụn kệ, nhưng mà quan trọng là Nó trắng. Tôi, đó, mọi người biết rồi. Tôi chỉ biết học và học. Người ta gọi là gì? Mọt sách hả? Mọt sách, đúng rồi. Thôi chị, bạn này cũng mọt sách à, bạn này cũng cầm sách này à. Đây, vâng. Tôi giới thiệu trước các cậu biết. Thật ra trong lớp này tôi là lớp trưởng văn thể Mỹ. Văn thể Mỹ. Đồng thời là lớp trưởng học tập. Ủa, có lớp trưởng văn thể Mỹ đó là khó ơi, chứ. Bạn có học giỏi không chứ bạn nói sai hết mấy cái chức danh trong lớp luôn á. Mà sao bạn lớp trưởng tôi học chung tôi không biết bạn luôn vậy? Tức là mình bên nghệ thuật hả? Bên nghệ thuật em là vẽ. Vẽ à, để xem bạn vẽ gì à. Ồ, không có gì hết. Vậy à, chưa vẽ à. Về nhà lớp sau ạ. Rồi còn bạn là ai ạ? Tôi xin thử giới thiệu sư huynh của tôi trước ạ. Đây sư là huynh. Sư huynh của tôi. Đây là trường học chứ không phải là bộ môn võ thuật nào mà có không sư huynh. Tại sao mình gọi bạn này là sư huynh? Bởi vì bạn này ở lại lớp 5 lần. Trình bự vậy là biết ở lại lớp rồi. Dạ, nên mới có bộ dạng như thế này à. Thật sự á, mình là người sáng tạo. Sáng tạo. Mình không thích theo một cái luật lệ nào hết. Mình phải bắt đầu khác người ta. Có thể hai anh em tôi giống nhau không? Có kết quả mới nữa, hai bạn ở lại lớp học năm nữa. Đây là dạng mà thứ hai là đứng lên cột cờ đó. Còn đây? Hả? Đây là gì? Tôi là... Hay chắc thằng Đồng quá trẻ măng. Không chịu cắt tóc nha, đi học không chịu cắt tóc. Không, tôi là con của phó hiệu trưởng mà. Trời ơi! Còn đây là các bạn hãy nghe đây, nếu mà thiếu mình trong lớp thì chúng ta sẽ không có thành được một cái cấu trúc của một lớp học được. Cấu trúc của lớp học luôn. Wow. Đúng, mình là lớp phó phong trào. Bây giờ các bạn bữa nay bên lớp mình không có các bạn nữ ta. À có nghĩa tương ớt chinh su vạn món ngon bùng vị. Lazada 10 tháng 10, mua gì cũng rẻ, free ship tận nhà. Các bạn, sao không thấy các bạn nữ nhỉ? Đúng rồi đó, sao không có mấy bạn nữ đâu mà ta? Trời, có lẽ luôn. Ai vậy? Ai bắt nhạc trong giờ học vậy? Ai bắt nhạc trong giờ học vậy? Ghét quá. Ghét quá. Ghét quá. Ghét quá. Ai vậy ta? Bạn này nhảy xấu quá à. Bạn này nhảy xấu quá. Nắng quá. Thấy ghê quá. Gọi mùi em nhảy đi à. Em không còn như thơ, không như ngày nào mà em vẫn nghĩ đến. Tiếng em hay quên. Từ nay em thôi ngốc nghếch với bao nhiêu sự tâm hồn xin.
Em đến từ câu lạc bộ thể dục thể thao của trường ạ. Chúng ta hy vọng ở bàn cuối cùng sẽ là rất dễ thương và bình thường nha. Câu lạc bộ nhảy nha. Ngày hôm nay câu lạc bộ nhảy chúng ta hy vọng là một bạn dễ thương, nhẹ nhàng, nữ tính và trìu mến. Tụi em cũng dễ thương chứ bộ. Cái bạn này mà không được nữa, tôi kêu cha tôi lên. Tôi chịu hết nổi rồi. Mình đừng nào giống như người yêu, nhìn nào giống như người yêu, dù không phải là tình yêu. Dù không phải nào giống như người yêu, nhìn nào giống như người yêu, dù không phải là tình yêu. Chắc chắn không phải tình này. Mình là Min, đến từ câu lạc bộ nhảy ạ. Xin chào mọi người. Chào. Cái này được. Cái này hợp nhất nãy giờ thấy nó hợp kêu cha tôi lên. Hôm nay thì đã mời đến đây ba học sinh nữ của trường học Running Man Việt Nam chơi là chạy. Để thực hiện cuộc đua ngày hôm nay, đó là cuộc đua nữ thần giáng thế. Nữ thần giáng thế. Nghe tên là biết nói tụi em cái gì. Sao quả tạ? Rồi chứ gì? Mình có thể mình có thể đâu ạ? Tôi mệt quá. Các bạn đã nghe các học sinh nữ giới thiệu về câu lạc bộ của mình thì các bạn thấy như thế nào ạ? Các bạn nam? Hoàn toàn sai lầm ạ. Thật ra là đối với tôi thì có bạn này thì hợp lý nhất là nhảy ra nhảy ạ. Đây nữa ạ. Câu lạc bộ. Bây giờ mình sẽ tới lúc chia đội ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tự đứng lên phía sau nha, các bạn nữ đứng im nha. Ok, quay mặt lại đi. Những trường hợp nào bị dư người đội đó thì cái người con gái sẽ quay lại để loại cái người đó ra. Nếu người đó bị dư, người đó không thích thì sẽ loại ra. Dạ. Rồi, các bạn cứ nhìn về phía trước cho ba bạn gái. 2 3. Ơi. Mở mắt ra đi ạ. Quá vậy. Mở mắt ra đi ạ. Ủa alo à? Quá vậy. Ủa alo. Ủa anh có em có nhớ rồi. Ủa sao cậu đó lại gặp ở chỗ bên này? Đúng rồi, tôi thay đổi rồi. Mọi người đã chọn xong đồ rồi đúng không ạ? Vâng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một cái phần rất là đặc biệt của cái tập hôm nay ạ. Mọi người chờ đón ạ. Mình sẽ có những cái vali rất là đặc biệt. Rồi bây giờ các thành viên hãy mở những cái vali trước mặt để xem những cái vali này là gì ạ. Mình xem thôi chứ chưa chọn của ai đâu. Chun và Phát. Cái này là xem thôi. Hai bạn đã chọn mình. Xem rồi. Đây là phần thưởng dành cho các bạn. Sao biết chúng ai vậy? Wow. Ê Bọc ơi, sao hôm nay nó màu vàng ta? Có khi nào tôi trúng Linh Dư Lan Ngọc không? Nhưng mà dạ coi đi là loại Trường Giang chưa? Nè. Còn ai phát giống quý em đó? Tôi giống quý rồi. Ủa? Nhưng mà tại sao lại màu vàng vậy? Màu vàng tại sao ạ? Chắc là mọi người rất là bất ngờ bởi vì ở đây có những cái bảng tên màu vàng. Thì nội dung của ngày hôm nay đó là cuộc đua là nữ thần giáng thế. Các thành viên sẽ đảm nhiệm vai trò là nữ thần và sẽ phải sống sót tới cuối cùng và để hoàn thành một cái nhiệm vụ đặc biệt. Sao có tên vậy? Xé bảng tên luôn, giờ là loại liền giờ luôn hả mọi người? Do đó là các thành viên nam phải ra sức bảo vệ thành viên nữ của đội mình. Và chắc các bạn cũng đoán ra là bảng tên này sẽ được giao nộp. Khi giao nộp xong thì sẽ gây bất lợi cho các bạn ở trong vòng đấu cuối cùng.
Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho đội đứng nhất ở các thử thách những cái gợi ý có lợi cho vòng xé bản tin cuối cùng. Mọi người bây giờ thì mình hãy di chuyển tới địa điểm ở lớp học để thực hiện những cái nhiệm vụ ngày hôm nay ạ. Yeah. Phải cố gắng thắng rồi.